Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Và xin chào anh Đặng Đình Hồi ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi em hoàn thiện cái bình ắc quy lithium 12.6V loại pin này là pin 3,7V 75Ah. Nói tóm gọn lại là đây là một cái bình ắc quy 12V 75Ah bằng pin lithium 3,7V đóng theo hệ 3S. Và ở đây như các bạn thấy thì cũng thắc mắc là ở đây tại sao nó ra những ba đầu dây đúng không ạ? Thì cái này theo yêu cầu của khách hàng là anh Hồi, anh có yêu cầu bên mình đóng cho anh một cái bình ắc quy 75A. Và với cái yêu cầu của anh là đi một đầu dây thì đi qua mạch điều khiển xả, và một đầu dây thì đi trực tiếp tại cọc bình, để chẳng may mà anh đang đi đánh bắt giữa đường á, không may mà cái mạch này nó có lỗi gì nữa đó, thì anh vẫn có thể sử dụng bằng cái đầu dự phòng này. Có nghĩa là chân âm này nó sẽ không đi qua mạch nữa, chân đầu xả ra là nó sẽ đi trực tiếp từ cái cọc pin này ra luôn. Thì trước khi đóng hoàn thiện lại cái bình ắc quy này thì em sẽ quay qua để cho anh và các bạn cũng biết được rằng là cái bình này nó được cấu tạo như thế nào và hình thức nó ra sao. Rồi lát nữa mình cũng sẽ đo kích thước cho các bạn xem là kích thước nó bao nhiêu để phù hợp, các bạn lựa chọn làm sao cho nó phù hợp cái mục đích sử dụng của các bạn nhé. Cái bình này khi các bạn mua hàng nó sẽ là một cái bình ắc quy như thế này, nhưng là nó chỉ có hai cái đầu ra thôi, một đầu ra âm, một đầu ra dương, với lại một cái bộ sạc. Thì ở đây em tư vấn cho anh sử dụng bằng cái sạc 10A, sạc 12.6V 10A đây. Đó, 10A chuẩn luôn nhá, không sai đâu. Toàn bộ cái bộ pin và sạc này bên em sẽ bảo hành với chính chế độ bảo hành là 6 tháng. Với điều kiện là không đánh rơi rớt, móp méo hay thủng pin, hay là không để vào nước này, hoặc là đơn giản nhất là anh không được để cho cái bình này nó hết cạn kiệt, nó hết kiệt pin thì bên em không bảo hành đâu. Bởi vì trong trường hợp cái bình ắc quy này á, bên em đang đấu cái đồng hồ này là ăn trực tiếp vào cọc âm và cọc dương của cái bình này luôn. Vì vậy là nếu như chúng ta mà sau một thời gian dài mà chúng ta không sử dụng khoảng tầm 1 tháng á, thì chúng ta nên dặn người nhà là nên sạc vào. Khi nào mà điện áp này nó xuống khoảng tầm 9V hoặc 10V là chúng ta phải sạc đầy. Sau đó chúng ta để như vậy. Chứ không nên là để cho đến mức mà cái đèn này nó còn không sáng lên được nữa, thì có nghĩa là pin đã hết kiệt rồi, thì bên em cũng không có bảo hành đâu. Với lại là trong trường hợp này thì anh đang xả ra trực tiếp bằng cọc pin này. Thì với những cái trường hợp mà pin phồng là bên em cũng không có bảo hành đâu nhé. Bởi vì là khi xả ra trực tiếp ấy, không có mạch bảo vệ ấy, thì có thể là chúng ta xả ra những cái dòng lên 200A, 400A mà xả liên tục thì rất dễ dẫn đến là phồng pin và nóng pin. Ok, và tập trung vào cái mục đích chính. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta sử dụng trên cái bình ắc quy này là 3 viên pin 3,7V 75Ah. Đấy. Và cái điểm kết nối từ cục pin này sang cục pin khác, nối tiếp dây mình sử dụng bằng dây đồng loại 7 lõi. Loại này là loại 6 ly. Đấy, được nối qua. Thì các bạn thấy là nó đi theo một cái kiểu là vòng tròn nhé. Cực âm này sang cực dương viên này này. Dương nó nối tiếp vào âm của viên kia này. Âm nó sang bên dương viên này này. Xong nó lại nối tiếp vào âm của viên kia. Và cuối cùng thì nó đang còn một đầu dương và một đầu âm cuối cùng. Đấy. Trên cái mạch này, trên cái bình này mình sử dụng một cái đồng hồ đo điện từ 3 cho đến 30V DC. Bây giờ nó đang báo là còn 11.1V này. Mạch điều khiển sạc xả mình sử dụng bằng mạch 100A. Mạch này có dòng xả liên tục 100A, dòng xả đề pa là 120A. Dây đầu ra thì hiện tại bây giờ dây dương thì đi trực tiếp từ cọc bình ra rồi. Sạc thì mình sử dụng bằng sạc 3 chân ở đây. Cái rắc sạc 3 chân. Rắc này thì chịu dòng rất là cao, cho nên là nó hạn chế cái tình trạng là bị nóng hoặc là bị reset trong đây. Thì lâu lâu á, anh cho 1-2 giọt dầu vào đây, hoặc là luyên dầu thải cũng được, chúng ta cho vào đây để cho nó không bị reset nhé. Vì nhiều khi chúng ta đi đánh bắt chẳng may nó vương vãi một ít nước vào á, thì dẫn đến là nó reset thì nó sẽ không sạc được tốt được. Rồi, đầu âm này thì được đi qua mạch điều khiển sạc xả, vì vậy là điện áp cắt xả của nó khoảng tầm từ 8.5 cho đến 9V là nó cắt xả đầu ra. Còn nếu như mà anh sử dụng bằng cái đầu trực tiếp này á, gọi là đầu dự phòng đi, thì đây là cái đầu mà nó sẽ xả ra thậm chí kiệt bình luôn. Cho nên là chúng ta nếu mà sử dụng qua cái đầu dự phòng này là chẳng qua là khi nào mà không may cái mạch này bị vấn đề gì đó thì chúng ta mới xả ra cổng này.
chúng ta không nên sử dụng cổng này nhé. Cổng này gọi là dự phòng, thì về nhà anh bọc nó lại để cho nó cố định một chỗ, có nghĩa là chúng ta không sử dụng nó thường xuyên, chỉ sử dụng nó trong trường hợp cấp bách nhất thôi. Rồi, và bây giờ thì ở đây em đã đóng hoàn thiện hết rồi. Sạc đây. Sạc cũng bằng 3 chân. Cách sử dụng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lát là mình báo giá nhé, các bạn yên tâm. Ở cuối video mình báo giá cho các bạn biết được để mà. Đây. Sạc này thì nó giống như chúng ta sạc đèn pin đấy, nó có một cái chữ sáng, chữ ly này, ký hiệu là lithium đó. Cái sạc này là sạc 12.6V 10A thì nó có chế độ sạc đầy tự ngắt. Bây giờ các bạn sạc vào thì chúng ta để ý ở trên cái rắc này nó có một cái khuyết đấy, cái hình khuyết ở trên, thì trên cái rắc cái kia nó cũng có, à rắc đực kia nó cũng có, thì chúng ta cắm đúng vào cái chiều đó. Khi nó đang sạc thì nó màu đỏ như thế này, còn khi nào sạc đầy thì nó lên màu xanh giống như ban đầu á. Đây, nó đầy là như này, và các bạn yên tâm là nó đầy nó tự ngắt, chúng ta có thể cắm cả ngày cũng được, không lo nó bị sạc vào quá áp nhé. Ok, và có những cái điều lưu ý. Thứ nhất là cái đầu sạc vào và đầu xả ra của cái mạch sạc này, của cái bình ắc quy này, là nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn thấy đây, cái chân sạc vào nó đi vào chân này, còn cái đầu xả chân xả ra nó đi vào chân này, có nghĩa là nó khác nhau, nó không giống nhau. Vì vậy là tuyệt đối chúng ta không được sạc vào bằng hai cái đầu ra này. Hai cái đầu ra này tuyệt đối là không được sạc vào, là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta tuyệt đối không sử dụng cục sạc bằng bình axit trì, có nghĩa là cái cục pin áp mà chúng ta hay sạc bình axit trì ấy, chúng ta không được cắm vào cái bình này để sạc, kể cả đầu này, bởi vì lý do là cái bình axit trì ấy, điện áp sạc đầy của nó từ 13.8 cho đến 14.2 tùy từng cái, còn điện áp thằng này có 12.6 sạc đầy thôi. Nếu như chúng ta tống vào cái điện áp cao quá như vậy thì rất dễ dẫn đến là bình bị phồng pin, hoặc là dẫn đến nổ pin, là rất nguy hiểm. Tiếp theo, một lời dặn nữa là khuyên các bạn nên sạc cái bình ắc quy này ở ngoài ngoài hiên nhà, hoặc là ở bên ngoài nhà, những cái vị trí nào mà nó không có không không có những cái đồ quan trọng đó, vì chúng ta sẽ đảm bảo an toàn rằng là không may một ngày nào đó, nhỡ may thôi chứ cái này tỷ lệ nó rất là thấp, không may cái bình nó có vấn đề gì đó thì nó cũng là ở ngoài chứ không phải là trong nhà, như vậy là nguy hiểm cho cả nhà. Chúng ta không nên sạc trong nhà nhé. Chúng ta sạc ở những cái vị trí nào mà nó thoáng đãng, nó không có nhiều nhiệt độ cao. Bình này nó cũng không được để ở nơi các cái khu vực nhiệt độ cao anh em nhé, không để trong bếp. Vì pin này nó không chịu nhiệt độ cao được, nếu nhiệt độ cao thì dẫn đến nó phồng. Đấy, cho nên là chúng ta cần lưu ý một số các cái điểm như vậy. Với thêm một cái điểm nữa là các bạn tuyệt đối là không giống như bình axit trì nhiều anh em á, cứ muốn là thử xem là cái bình có mạnh điện hay không đó. Anh em cứ cầm cái đầu dương và đầu âm quẹt 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 với nhau, xem nó đánh lửa có mạnh không, nếu mạnh là nó đầy. Đấy, thì chúng ta không được làm như vậy, bởi vì cái này nó thông qua mạch sạc các thứ, thì với lại ở trên đây mình đã cho cái đồng hồ rồi, nên anh em có thể để ý cái điện áp còn bao nhiêu là chúng ta biết được là nó còn đầy hay không. Điện áp sạc đầy của nó là 12.6V anh em nhé, thì nó tụt xuống bao nhiêu chúng ta nhìn vào là chúng ta biết thôi. Ví dụ như 11.1V thì bây giờ nó cũng rơi vào khoảng tầm 50% pin đang còn trong đây. Chúng ta đánh nhiều chúng ta sẽ quen cái tầm nào là chúng ta thôi mà. Cho nên là các bạn tuyệt đối là không quẹt như vậy. Rồi. Và yên tâm rằng là cái khối pin này bên mình đóng là hạn chế đến mức tối đa có thể để cho nước nó không vào đây. Với lại là trên cái mạch sạc xả này thì nó cũng đã được đổ một lớp dầu giống như lớp keo đó, các bạn thấy đấy. Keo trong trong này. Đó. Thì nhà sản xuất cũng làm như thế này để hạn chế mức tối đa có thể, để dẫn đến là nước nó vào đây nó hỏng mạch sạc á. Cho nên là lát nữa bên mình sẽ bọc rất là kín xung quanh. Lát nữa hoàn thiện mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ đo kích thước. Kích thước thì đối với cái chiều dày này nó là 12 cm. Đây. Chiều này 12 cm này. Còn cái chiều này nó là 15 cm. Còn chiều cao bao gồm cả cái đồng hồ này 13 cm. Đây, nếu mà nằm ngang này chưa đến 13 đâu. Đấy. Lát nữa mình bọc vào nó có khi đến 13. Và hiện tại với cái bình này bên mình đang bán với giá là 2.960.000, là cái trường hợp là nó không có vỏ anh em nhé. Còn anh em nào mà muốn lắp vào vỏ thì có thể liên hệ trước với bên mình,
cái vỏ thì chúng ta cộng thêm là 200 nghìn nữa, thì cái vỏ thì nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà ngược lại thì nó cồng kềnh hơn, nó to, nó cồng kềnh hơn. Còn nếu mà đóng khối như này thì cực kỳ là gọn nhẹ rồi, không còn cái gì gọn nhẹ bằng cái khối này đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hoàn thiện lại cho nó, rồi mình sẽ quay lại các bạn xem nhé. Đây ở cái bước hoàn thiện này thì mình sẽ cho một cái miếng xốp đấy, nó nằm úp lên trên để bảo vệ các cái mạch điện tử ở dưới đây nó không bị va đập vào đấy, cho nó an toàn nhé. Tiếp theo nữa thì ở dưới phần phần đáy dưới đây này thì mình đã sử dụng bốn cái ke góc bằng nhựa đấy, để hạn chế cái trường hợp bị móp méo, hạn chế tối đa có thể để cho nó không bị móp méo nhé. Đấy, và tiếp theo thì mình đã bọc xung quanh một lớp ni lông rất là kín rồi. Đấy, bây giờ nó chỉ hở có mỗi cái chân đầu dương ra này và hai cái đầu âm ra thôi. Bạn thấy đấy. Còn toàn bộ là đã bọc lớp băng keo rồi. À, lớp này là lớp túi ni lông kín xung quanh này. Và bước cuối cùng thì bây giờ mình sẽ băng keo, dính băng dính lên kín cái này luôn. Chỉ còn mỗi ba cái lỗ này là nó chừa ra một chút thôi, có nghĩa là nó hở ra thôi, còn lại thì là hạn chế tối đa mức có thể cho phép để cho nó không bị nước vào. Ok, như vậy là đây là cái hình dạng sau khi mình đóng hoàn thiện và đến tay của anh Hồi là anh sử dụng luôn. Đấy thì sau khi hoàn thiện mình sẽ bọc băng keo vàng như thế này, rất là chắc chắn. Đấy, hầu như là kín mít xung quanh này, chỉ có mỗi mấy cái đầu ra dây điện này thì nó là hở một chút thôi. Chẳng may mà nước nó cứ vương vãi vào đây thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé, yên tâm. À, bên mình thì không bảo hành, với điều kiện là không bảo hành khi khi nước vào, nhưng mà chắc chắn là bên mình sẽ làm tối đa có thể để hạn chế nước nó không vào. Đấy, thì cái đầu dự phòng này chúng ta không dùng, chúng ta bọc kín nó lại. Khi nào thật sự cần thiết thì chúng ta mới lấy ra sử dụng nhé. Giống như em nói lúc ban đầu ấy, khi nào mạch không may bị lỗi giữa đồng ấy, thì chúng ta nên lấy ra sử dụng. Rồi mặt dưới này em cũng bọc kín luôn rồi này. Gần giống như chúng ta bỏ vỏ rồi. À, cái đồng hồ này thì bên em ở đấy, chúng ta sẽ thấy là 11,1 V này. Ở đây thì em để ký hiệu này. Âm dương là hai cái đầu chúng ta thường xuyên sử dụng. Còn cái đầu dự phòng trừ này, có nghĩa là đầu âm dự phòng, khi nào cần thiết thì chúng ta mới sử dụng đến nhé. Bước cuối cùng thì mình sẽ test xả và test sạc. Kích mình đang dùng đây là kích 16 V. Đây là bóng đèn sợi đốt 1000W. Này, cái sợi nó to khủng khiếp luôn, sợi tóc. Đấy, mình đang đấu vào, bây giờ chúng ta test này. Ok, như vậy là xả hoàn toàn bình thường. Và phần cuối cùng thì chúng ta test sạc. Sạc thì đơn giản đây. À, chúng ta cứ cắm vào mà sạc thôi. Có nghĩa là lúc nào chúng ta không không đánh bắt thì chúng ta về nhà cứ cắm sạc như vậy. Nhưng mà khi nào không sạc anh em nên rút cục sạc ra nhé, tránh trường hợp là sét đánh là sạc chết liền đấy. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là đang sạc vào 11,2 này. Rút ra này 11,1 này. Đấy, như vậy là nó đang sạc vào nhé. Ok, như vậy là xin cảm ơn anh Đặng Đình Hồi đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên em. Bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Ngoài ra thì mình có còn các loại pin khác nhau nữa. Loại 53AH này, loại 65AH, 30A, 40A, 75A, rồi 65, 100A, 160A, rồi 180A. Nói chung là các bạn cần dung lượng bao nhiêu thì mình sẽ đóng dung lượng bấy nhiêu các bạn. Các bạn cần nhu cầu như thế nào thì bên mình sẽ đóng như thế đấy. Thì các bạn cứ liên hệ vào số Zalo ở trên tiêu đề video để nhân viên bên mình tư vấn cẩn thận hơn, phù hợp với nhu cầu các bạn hơn. Và sau đó cũng cho bên mình sẽ chốt đơn và đóng sản phẩm theo yêu cầu tương tự như video này. Ok, cảm ơn anh Đặng Đình Hồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.